Dạ, má ăn cam đi má. Không có ăn. Đang đau mệt cứ kêu hoài. Làm gì vậy? Đã má không thích rồi thôi, đừng có cho má ăn đi. Chị Suốt ngày lảng nhảng trên mặt bả cho má quạo không à? chị thấy bác sĩ nói là má bệnh hoạn rồi, ăn cam tốt sức khỏe, gắn vitamin gì đây, chị mới sắc cam cho má ăn cái chị có Nhưng mà bây giờ là bả già rồi, chiều theo ý thích của bả đi, bây giờ bả không muốn ăn thì đừng có ép bả nữa. chứ không phải tay mong ta đi sớm hả? Ai biết được trong cam hay bỏ gì trong đó. Ủa, anh làm gì ngồi trước nghe cái đồ như vậy? Kìa, ủa, cái gì vậy? muốn với cam muốn cho ăn đó không chịu chảy. Ủa, không má không ăn được thì thôi chị đừng có đưa cho má ăn. Hồi đó giờ mà làm dâu là biết rồi, về làm dâu ở nhà này là biết rồi. Cái gì mà bà không thích á thì đừng có ép bà, để mất công có chuyện. Chị có biết đâu, chị tưởng đâu là má bà ăn được chị mới đem ra thôi. Thôi, bảo mang ở đâu đem vô đi. Vì vừa vừa cái bãi đi à, đi khuất mắt không thấy đỡ chướng tai gai mắt. Hay mắt gì? Tai gai mắt. Tao không có đó mày. Mà ai đưa máy ra đây nằm vậy? Người làm gì người ta đưa cam cho ăn rồi hát hỏi gì? Không thích. Người ta đưa cho đó còn đỡ nghe, mai mốt người ta không có đưa rồi đừng có lúc đó đừng trách người ta nghe. Ủa đâu không đưa thì con tao đưa. Biết con có nhà không, con đi cho má ăn. Không đưa đi. Thì thôi mệt quá à, bệnh mình cũng hay kiếm chuyện nữa, có người hầu là hơn rồi đó. Cái mày phải không? Không mệt quá sáng giờ ăn gì chưa? Không muốn ăn. Là không ăn rồi nhịn đói là bệnh hoài luôn, kêu bả nấu cái gì cho ăn đi. Người ta còn rất là nhiều công việc, không lẽ giờ con ở nhà con coi má hoài. Nó nấu là càng không ăn. Rồi giờ không lẽ ai nấu, con nấu hả? Con đâu biết nấu đâu. Chị nấu cơm rồi á, mình ra ăn đi rồi đi làm. Chút xíu nữa coi bả kìa, ăn cái gì đút cho bả, đưa cho bả đi. Có ăn không? Tao đâu có tới mức rồi phải đút cho tao ăn. Con có nấu cháo lương cho má rồi đó má. Nhịn đói luôn đi, con mệt đó à. Thôi má ăn miếng cơm đi, giỡn nói gì thôi chứ. Làm cho tao ngủ à. Còn chị nữa, chị làm dâu kiểu gì vậy? Chị có làm gì đâu. Hồi lúc mà về đây làm dâu tới giờ là phải biết má mình thích cái gì, không thích cái gì. Đâu phải là nghe lời bác sĩ là tốt đâu, biết rằng là cái cam đó cho dù là nó tốt đi chăng nữa mà bả không thích ăn, đừng có bắt bả ăn. Bây giờ bả bệnh rồi, lỡ chiều bả một tí đi. Rồi chắc nãy nói cái gì bả mới úp cái dĩa đúng không? Chị có nói gì đâu, chị đem cam cho má ăn thôi, má không ăn thôi chứ. Chị có biết gì đâu. Tôi nói vậy đó, chị coi lại đi nha. Cơm nước gì lo cho má đó, còn tôi đi làm đó, tôi không có ở nhà tôi lo cho bả được đâu đó. Ở chồng bà đâu rồi? Anh Thống anh đi làm chưa về? Suốt ngày sợ làm sao mà chồng đi ở ngoài đường không à. Không biết mai mốt có ghệ bé ở ngoài còn không hay nữa đó. Coi nấu cơm đó, tôi đi đi chuẩn bị đi làm, nó không ăn cơm đâu. Tao đã nói rồi, đồ tao giặt thì giặt riêng đi, cứ gom chung vô trong đó giặt. Con thấy tại vì một lần máy giặt nên giặt thì có 10 kg sẵn con gom chung cái một luôn, con không biết. Chung cái một đó, làm biếng thì nói mẹ làm biếng đi. Đồ giặt thì giặt riêng, đã không thích đồ giặt máy giặt riêng nó nhào hết trơn. Người ta giặt tay riêng đi, làm được thì làm, là không được thì thôi để người khác làm. Cứ dành 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 xong cũng để máy giặt vô, không biết tốn điện, rồi không biết tốn xà bông, không biết tốn đồ nước giặt nó Má có ngồi giặt máy chỗ giặt đi, là biết bao nhiêu cái chuyện. giò má yếu, má đi má ngồi. Sức khỏe là ta tự biết, Má nói lấy gì đi, con nói con lấy cho. tự biết ta tự biết ta tự sức khỏe ta tự biết, không cần quan tâm. Nó mệt quá, nói tới được khi nó ghét. Tiểu không? Tiểu. Làm gì ngồi đây kêu không trả lời vậy? Làm gì khóc bù lăng bù lo nữa rồi? Có gì đâu gì sao? Vụ gì kể nghe coi. Làm như má chồng con á, với mấy đứa em chồng con làm cho không thích con á gì á.
Con có làm gì đâu, thì con không làm như bình thường công việc thôi, con có hổn gì đâu. Mà con làm gì cũng bị chửi chứ. Rồi biết rồi, biết vụ gì nữa rồi đó. Rồi lúc trước á, bà chưa có bệnh á, bà dễ thương lắm. Từ lúc mà bà bệnh xuống tới giờ á, bà khó khăn, tính tình bà thay đổi đủ thứ chuyện hết chứ. Con đã cố gắng con làm tốt nhất có thể đó, mà cuối cùng bị la. Trời ơi con ơi, hơi đâu quan tâm làm gì. Mày về đây mày làm dâu rồi, có nghĩa là hả, làm dâu chăm họ luôn rồi, chứ không phải làm dâu mình ơn họ đâu ha. Tán tình bao gì đó. Trời ơi biết sao không, bà bệnh rồi bà khó chịu, bà bực bội. Tới tao đây nè, bà còn bực bội nữa. Hôm bữa bà chửi tao hơi một luôn vậy đó. Mà con có làm gì đâu mà con bị chửi nữa. Ôi giờ không biết làm sao nữa. Thì hai chồng mày coi được á thì ở với bà, còn không được á thì dọn ra ở riêng mẹ cho rồi đi, chứ hơi đâu chịu đựng nữa. Không phải giờ bà má bà bệnh gì rồi, đi rồi ai lo cho bà? Thấm với lại con Trăng nó có lo cho bà đâu. Rồi không lẽ ở đây chịu đựng, thì mày thương bà thì mày ở lại mày chịu đựng. Con nghĩ mẹ chồng như mẹ ruột con thôi, có khác gì mẹ ruột đâu. Mà thôi kệ đi. Trời ơi mày nghĩ vậy chứ người ta không biết người ta có nghĩ vậy không. Mày càng thấy càng ngày mày thấy bà đó sự tệ không. Tao nói vậy thôi thì hai chồng mày lớn, hai chồng mày tự suy nghĩ đi. Thôi con vô chồng con dọn cơm, chồng con sắp về rồi. Một fan nữa nói cái này rồi về nè. Cái ba cái gạo hôm bữa mày dặn sáu chừa cho bay rồi đó, rồi chút xíu qua mà anh lấy. Đừng nói tao buồn rồi không lấy đi nghe. Má ngủ à em? Dạ má ngủ. Anh mới làm về hả? Dạ em nấu rồi. Giờ làm về mệt không má? Mới thức hả má? Ông thì cũng không mệt lắm sao má? Má đỡ đỡ không? Bình thường mà, không sao. Có thấy mệt mỏi gì không? Không có mệt gì nói với vợ con nha, rồi vợ con điện rồi con chạy về con đưa má đi. Má làm được gì đâu nói chi. Ôi, má sáng giờ ăn cơm nước gì vậy má? Thôi không ăn có đâu. Sao vậy? Trễ rồi đó má, không ăn cơm đi. Không có đâu ấy. Chưa rồi đó. Nào má đói má. Sao má không ăn chịu ăn cơm vậy? Em có nấu rồi má không chịu ăn nên đi dọn cơm luôn. Rồi em dọn cơm nha. Mới về má, thôi dọn con ăn đi. Vì mày đâu sáng giờ mới về? Đi vòng vòng đi đâu. Má nhà gì mà không nhà lo cho má mà cứ đi chơi hoài. Thôi dọn cơm hai anh em ăn đi. Có chị dâu đó bỏ làm đi chứ kêu em gì nữa. Ui sao đằng biến. Đã tao đi làm rồi, chị hai mẹ nhà làm phụ cơm nước rồi, mày cũng phải nhà mày phụ đi chứ, mày đi chơi tối ngày vậy, không biết phụ gì chứ gì. Bà ở nhà bà không làm gì trời. Em có việc riêng của em. Mày làm việc gì? Chị có không đâu, chị nấu cơm nước rồi. Chị nấu cơm chút xíu rồi cũng xong rồi, cũng chăm má đi chứ kêu em chi nữa trời. Rồi, chị hai mẹ nhà tay yếu chân mềm làm cái gì? Má lỡ có gì mày còn bưng má đi đồ nổi cho hai mày làm được cái gì? Sao tao nổi? Đi làm nữa. Rồi sao bình thường bỏ bọn không nổi? Còn má có nhiêu ký? Mà có nói với mày trả treo, nói tụi mày trả treo à? Rồi nói gì sao? Ý là anh bưng vợ anh đó hả? Nói sao là sao? Thì mày làm em lúc trong nhà thì mày phải phụ má, phụ không em, phụ vợ được chứ. Rồi ông cưới về bà làm gì? Làm mẹ vậy? Về đây làm đâu mới làm hết đó luôn. Làm có được cái gì đâu, vợ nó làm thiệt tình. Vợ con được. Ở nhà phụ cơm nước rồi rạc rồi chứ mày làm đàn ông con trai mày làm gì? Tôi cũng có chuyện của tôi, bả làm dâu nhà này thì bả biết cái thân phận của bả phải lo cho má. Không lo thì ra ngoài mở. Mày đi chơi với bạn bè mà chứ mày làm gì? Đi chơi là cái chuyện của tôi. Anh đừng chơi đâu mà. Biết cái gì đâu? Rồi. Má. Đi đến cơm về làm dâu mà chỉ có làm cái gì đâu. Mà chị cơm nước nhà cửa chị quét xong xuôi đồ đạc này kia đồ thì cũng chăm má mà em nói chị làm mẹ chứ có làm mẹ ai bao giờ đâu. Mà hỏi nước mắt của bà ra. Bà lấy nước mắt bà ra cho khóc được cho mày bớt khóc không láo nha. Không láo gì? Cái này không có nhà thôi. Mày không láo quá trời vậy. Má coi nó kìa. Chị dâu nó đó. Ông sợ gì má không thấy vậy? Vậy bây giờ cái chữ con à. Có chữ gì tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày luôn á. Mày lớn tiếng gì vậy hả? Ai lớn tiếng? Bình thường nói chuyện vậy đó. Ông đừng bên vợ ông rồi ông nói gì không nói. Mày đặt một tệ kia. Ủa cái gì mày nói con không láo đi. Tôi hả? Đi làm gì cho bả chứ bên vợ của tôi. Nói bên vợ đúng không? Chứ còn cái gì nữa? Gán bên đi mai mốt là mẹ đó chứ coi là má luôn đó. Má mà gì? Cái nhà này rồi mai mốt còn thể thống gì không? Chứ coi giờ em út mà nó hỏi ra chuyện hỗn láo cả đó đó. Thôi đi ông khỏi bên vợ ông.
bả ở nhà nấu cơm nấu nước xong rồi giặt đồ rửa chén rồi lo cho má mà có nhiêu ông về cũng nói này nói kia thôi. Phải mày đi làm như người ta đi, mày tối ngày mày ở không mày ăn chơi không à, không có đi làm gì hết trơn á. Nói cho mày là mày cãi, nói cho mày là mày cãi. Nè em nè, thằng con là làm rể nè, em biết nè, anh đừng vừa phải lên nói quá trời thương vợ anh rồi. Vợ anh ở nhà làm gì mà má mà biết hết trơn á. Thì bây giờ nấu rồi cơm ở đó thì bước ra cũng ở trong đó, bước ra đây là nhìn là có gì đâu. Nó còn nó được đi làm nữa mà. Nó làm gì, nó làm gì? Nó đi ăn chơi với bạn bè, nó tụ tập chứ làm gì? Chả lẽ bây giờ nó đi ra ngoài nó làm là nó phải thông báo với anh là nó đi làm. Phải kiếm công việc đàng hoàng làm đi. Ai nói gì? Mà đừng nói tới ông, bên vợ chậm chậm à. Không biết cưới vậy ăn cái gì của quả. Nói cái mày như đàn gãy tay châu vậy, nó không bao giờ biết nghe. Mày bị ồn quá trời ồn đi. Ồn cái gì má thấy không? Chữ con đàn gãy lại tao lỗ tay châu là sao? Mày bên vợ mày cũng vừa vừa thôi. Má thôi. Má là má vợ con ở nhà đã phụ cơm nước rồi dọn dẹp đồ đạc nhà cửa rồi ở nhà. Nó không làm gì đi chơi tới ngày nó không biết nhà nó phụ. Đi xuống ăn cơm đi, để yên tĩnh tao dựng cái coi. Rồi bây giờ có nấu cơm với giặt giũ đồ nhà đạt thôi rồi xong rồi có chị nói cũng làm đàng hoàng chứ chị có không làm gì làm biếng đâu. Ờ đó chị làm đó rồi sao anh mất công anh nói chị mấy anh em đây cự lộn không? Rồi mày ở nhà mày làm gì mày không biết phụ luôn. Ai ở nhà? Ai ở nhà? Đồng em đi làm mà anh nhà. Mới đi làm luôn á. Đi làm về mày rảnh mày phụ chị dâu mày. Anh Hằng mới về tới là phụ. Rồi chị sao? Nói khi nào mày rảnh về mày ở nhà kìa. Đi mệt luôn. Chị đi cũng phải vừa phải thôi. Rồi yên đi, mệt quá trời mệt rồi. Kiểu này chứ tao cắt ra sớm rồi cho ở riêng đi chứ. Ừ, cắt thì cắt đi. Cắt đi. Con út đó, con phải thằng nhiều đó, con mới là con quậy cái con đó, má biết gì đó. Tới con kế đó. Tao cắt cho sớm cho hai mày hết cho hai mày vừa làm đây. Là đúng rồi đó. Con đó, mà cho con ít thử một cái quậy nát mẹ luôn rồi con. Mệt, quá trời mệt kìa. Chứ để cho con dâu ở ngoài đường về đây lấy hay gì? Hai con dâu ngoài đường là ai? Tôi nói vậy đó. Nói ai? Tôi là vợ ta vậy, anh hai mẹ. Sao ông tệ không? Ê trời. Bảo hả người ngoài không? Người ngoài hả? Vợ tao. Ờ, ông đừng có bính vợ không đây. Cũng có cái thằng của mày rồi mày nín cái miệng mày lại rồi mày. Nín đi ốc ơi, nhường đi anh hai vì vậy cũng lớn mà. Nói ngại miệng xong xổn không bỏ. Bây giờ tôi chia cho vợ chồng ông phần đó được chưa? Không có cho cái gì hết trơn á. Ờ cái này má nói ông chồng cũng cho. Thôi má quyết định sao làm vậy đi chứ. Tốt nhiều hai em mày lấy hết đi, hai chị mày lấy hết đi. Ủa con lại gì má? Con lại gì? Con mệt quá. Của tao đâu muốn cho ai đâu cho. Hai nói là con má. Con là con ghẻ. Thôi. Nó là cái gì? Vô ăn cơm anh ơi. Ăn đi, anh không có tâm trạng để ăn nữa. Thôi có gì đâu mà không tâm trạng. Bà má mà không cho thôi thì kệ đi, hai chồng cái nhà trọ sống cũng được. Dù sao cũng là con trong gia đình này không à. Anh là anh hai đó. Chứ hai thằng út, hai thằng em nó không có làm cái tích sự gì hết trơn. Bà cưng chiều hai nó quá trời. Thôi kệ đi, thương em không? Nhưng mà thương em thì ra nhà trọ sống cũng được. Chứ giờ mình lấy làm gì cũng vậy à. Nghĩ tới mà tức cái trời. Thôi vô ăn cơm đi. Thôi bây giờ đầy đủ người nhà ở đây rồi. Thì đó thôi đi. Tôi tuyên bố với Duy Trúc luôn nha. Rồi tuyên bố lại đi. Là gồm có là hai cái miếng đất, một cái nhà. Rồi là thương Duy Trúc này ghi gửi lại cho anh Kim Thống. Cái gì? Kim Thống là sao má? Đánh gì đó. Rồi con sao? Đọc lộn quá, đọc lại. Anh đọc lại tôi nha. Không cũng giỡn nha. Cẩm chân, cẩm chân. Không cái này sao mà tôi làm anh chị cái gì đấy đâu thôi. Má là sao vậy má? Cái gì anh ơi? Cái này là gia chủ giao lại cho tôi thì tôi làm cho gia chủ. Ủa, gia chủ má chấp nhận thì ok. Anh coi á, gửi cho bên công chứng giùm tôi đi. Rồi vậy má là gì vậy má? Thống nhất của tôi làm vậy. Rồi đây là chị gì đúng không? Cứ làm theo gì chút. Ủa má có lộn gì không má? Tất cả cái nhà này hai miếng đất để lại cho vợ chồng. Ủa làm vậy sao được? Ha thì ra ha cũng bà không à. Bà nói gì vô luôn má tôi mà má tôi mới không cho tôi đó. Đúng rồi. Ôi chị nói gì đâu. Bà không nói gì sao má tôi không cho tôi miếng nào cho chị hả? Chị đâu có biết đâu. Bà không, bà hỏi tao tay đúng không? Mày ngồi xuống. Tại hai đứa bay sống sao á, má mới để lại cho tao. Ngồi xuống. Tao còn minh mẫn nè, tao còn ở đây nè. Nha. Chứ tao không có bị lỗi. Mà tự nhiên ba đứa con bây giờ ít nhất con cũng phải có một hai phần chứ tự nhiên má để cho anh hai góp vậy. Mày phá tao bao nhiêu tiền này? Bà cũng vậy nữa. Mày bà lấy chồng rồi bà cũng về bên chồng bà đi. Tôi nè, tôi là cái người đó đây, phải lo tôi bà rồi. Mày tham lam nhất tao, mày không có nghe. Im hết rồi. Mày phá nhiêu tiền rồi? Cái miếng đất 1.5 tỷ. Hả? Mà tôi có nhiêu đó. Cái đợt mới đi qua bao nhiêu? Cái đợt ưng ghê gì để mới đi ra mày phá của tao bao nhiêu? Đáng lẽ ra cái phần đó là của hai chị em bay đó. Thì giờ tụi chị em bay đã phá hết rồi thì không còn một cách. Thì bây giờ còn cái nhà này nè là của thằng Thống. Hai miếng đất đó là của thằng Thống. Má nói gì sao không nghe được má? Má đem cái nhà với đất đai cho con người ngoài là sao vậy má? Người ngoài nhưng mà tao bệnh là ai là người chăm tao? Nhưng mà cũng không được nữa là chia đều đi.
Bây giờ chứ ủa con cũng tiền gửi gì cái nhà với hai miếng đất của anh hai là nhiều lắm. Tụi bay đã có hết rồi, tại tụi bay phá banh hết rồi nha. Thì bây giờ người làm trời nhìn mà. Ông im đi. Tao biết hết sao ông trời nhìn thấy chưa? Tao thử lòng, tao thử lòng chị em bay thôi đó. Thôi má. Nhưng mà má quá quyết định gì rồi thì thôi. Ngày đất đó mình giờ hai miếng thì mình chia cho hai đứa em cũng được. Khỏi theo ý. Bà khỏi giả tạo. Bà khỏi sống giả tạo. Mày giữ một miếng đi để mày có tiền mà được không? Đến cái gì? Bà thấy giả tạo không? Ừ, quá à. Không, không. Cứ chốt cho tôi vậy. Rồi vậy chốt nha chị nha. Nói vừa cái hụt mày vừa cái hụt mày. Anh tranh thủ anh công chứng đồ. Rồi rồi ok chị. Hợp pháp hết rồi. Má ơi, má có gì sai không má? Đỡ má vô đi. Má. Ủa má phải nói gõ gàng chứ tự nhiên sao vậy? Rồi cái phần của tụi bay đã phá hết trơn rồi, tụi bay về đây tụi bay đòi còn đòi cái gì? Còn anh tụi bay thì cái nhà này là lúc mà xây lên là anh tụi bay một nửa tiền ở trong đó. Tụi bay nửa có đồng tiền. Nào không? Hả? Má nói chuyện muốn cười quá. Chưa kể nha. Cái lúc mà anh bay lâm nợ ở trong cái ông công ty chị của bay bán miếng đất đem qua đây. Thì tụi bay coi không có cái đó làm gì có tài sản thì tụi bay ở đến giờ hay là bây giờ ra đường ở hết. Sao hôm đó không đẻ một mình anh hai đi trời? Đẻ chị tao ba đứa một trời vậy trời? Thôi ha, tao biết trước hai tụi bay vậy là tao nhét chữ vô rồi. Đi vô không? Phải rồi, mất lãi rồi. Bà khỏi cười. Bà đừng có cười. Vui lắm. Đi vô. Mày vô trước luôn đó. Dạ vui lắm hả? Chị nói cho hai đứa nghe nè. Chị sống ngôi nhà này chưa bao giờ mà suy nghĩ cái vụ mà lấy cái gì trong ngôi nhà để chân á. Chị nghĩ là dâu là người ngoài thôi. Còn nếu mà em nói chị cười á, cho bây giờ chị cười cho em coi luôn. Cho chị cười.